Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ speed test Samsung Galaxy A71 và Note 9. Samsung Galaxy A71 thì được Samsung giới thiệu vào khoảng tháng 2 năm 2020, trong khi đó thì Note 9 được giới thiệu vào khoảng tháng 8 năm 2018, tức là hơn 1 năm rồi. Ở thời điểm ra mắt thì Note 9 sử dụng phần cứng rất mạnh, đó chính là chip Exynos 9810 đi kèm GPU là Mali G72. Còn Samsung Galaxy A71 thì cũng sở hữu một phần cứng tương đối mạnh trong tầm trung cấp, đó chính là con chip Snapdragon 730 đi kèm với GPU là Adreno 618. Thì để cho speed test công bằng hơn thì mình sẽ kết nối cả hai cái điện thoại này vào cùng cái wifi của điện thoại siêu rẻ và mình sẽ tắt đa nhiệm cũng như là khởi động cả hai thiết bị lại. Ở thời điểm hiện tại thì bạn có thể mua một con Samsung Galaxy A71 với mức giá khoảng đâu đó trên 8 triệu đồng, cũng tương tự bằng một con Galaxy Note 9 cũ. Tất nhiên là nếu cho mình lựa chọn thì mình sẽ vẫn sử dụng Galaxy Note 9 bởi vì nó là dòng flagship. Còn Samsung Galaxy A71 chỉ được xếp vào là dòng trung cấp, cận cao cấp mà thôi. Cả hai máy thì đều sở hữu dung lượng bộ nhớ trong là 128GB, tuy nhiên thì Galaxy A71 sở hữu 8GB, trong khi đó thì Note 9 chỉ sở hữu 6GB mà thôi. Và trong cái phần khởi động đầu tiên thì Note 9 đã nhanh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào test game. Tựa game đầu tiên đó chính là Hill Climb Racing. Và ở tựa game đầu tiên này thì Samsung Galaxy A71 đã nhanh hơn so với Note 9, tỷ số hiện nay đang là 1-0. Bây giờ thì mình sẽ ấn Start và sau đó rời ra màn hình chính để lát nữa mình quay lại kiểm tra đa nhiệm. Tựa game tiếp theo đó là Zombie The Tsunami, cũng là một tựa game khá là nổi tiếng. Và ở trong tựa game này thì Note 9 đã gỡ hòa và tỷ số hiện nay đang là 1-1. Tiếp theo Subway Surfer. Các tựa game mình test ở đây thì đều từ nhẹ cho tới nặng nha. Subway Surfer thì Note 9 lại nhanh hơn, tỷ số hiện nay đang là 2-1 nghiêng về Note 9. Tựa game thứ tư đó chính là Temple Run. Ở tựa game này thì A71 nhanh hơn đôi chút so với Note 9. Tựa game tiếp theo Plants and Zombies. Theo mình nghĩ thì cái hiệu năng của con chip Snapdragon 730 nó sẽ tốt hơn so với 9810 vốn đã khá là cũ rồi, hơn 1 năm về trước rồi. Tựa game thứ 5 này thì Samsung Galaxy A71 lại tiếp tục giành chiến thắng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tựa game thứ 6, đó chính là tựa game Traffic Rider. Ở tựa game Traffic Rider này thì các bạn có thể thấy là cái sự chênh lệch nó không có quá nhiều. Tuy nhiên thì A71 vẫn nhanh hơn đôi chút so với Samsung Galaxy Note 9. Tỷ số hiện nay đang là 4-2 nghiêng về Samsung Galaxy A71. Và tựa game cuối cùng là một tựa game mà mình rất thích chơi, đó chính là Liên Quân Mobile. Trước đây khi mà mình chơi Liên Quân Mobile trên Note 9 thì có một hiện tượng, đó chính là máy nó nóng lên khá là nhanh. Và tựa game thứ 7 này thì lại chứng kiến chiến thắng nghiêng về Samsung Galaxy A71. Như vậy thì kết quả đã rõ ràng là Samsung Galaxy A71 thì sẽ cho khả năng chơi game tốt hơn là Note 9. Tuy nhiên nếu mà về sử dụng lâu dài này hay là về cái thiết kế thì chắc chắn là mình sẽ nghiêng về Note 9 nhiều hơn, tại vì mình thích cái thiết kế sang trọng này và mình rất là thích cái bút S Pen. Còn về đa nhiệm thì mình nghĩ là cả hai máy thì đều sẽ xử lý tốt cả 7 cái tựa game này. Và như các bạn có thể thấy thì tất cả các cái tựa game thì đều không phải lốt lại, rất là ok. Và nếu tính đến thời điểm hiện tại thì những trải nghiệm mà Note 9 mang lại cho người dùng thì vẫn cực kỳ tuyệt vời và vô cùng ấn tượng. Trong khi đó thì Samsung Galaxy A71 lại đánh dấu những bước tiến của Samsung về việc thay đổi thiết kế này, hiệu năng này cũng như là camera của sản phẩm. Vậy thì anh em đánh giá sao về hai sản phẩm này và anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo.